Sáng nay, Cảng hàng không Rạch Giá phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Kiên Giang tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho trên 40 cán bộ, nhân viên đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại cảng. Việc xét nghiệm được thực hiện bằng phương pháp ngoáy mũi và họng để đưa về xét nghiệm gộp theo nhóm 5 người. Trường hợp kết quả nhóm nào dương tính sẽ lấy riêng từng người trong nhóm để xét nghiệm lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cách làm này giúp nhanh chóng khoanh vùng, tăng năng lực truy vết, xét nghiệm tại cảng hàng không. Tất cả các nhân viên tại cảng đều được sắp xếp, tạo điều kiện đi lấy mẫu xét nghiệm và được khuyến cáo chấp hành nghiêm quy định 5K phòng chống dịch bệnh. Với tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, việc lấy mẫu xét nghiệm tất cả cán bộ và nhân viên trong đơn vị đã cho thấy sự vào cuộc khẩn trương và kịp thời của lãnh đạo cảng hàng không Rạch Giá, góp phần đảm bảo sức khỏe, tạo tâm lý tin tưởng cho nhân viên và cho hành khách tham gia các chuyến bay về các phương pháp phòng chống dịch bệnh, ngăn ngừa COVID-19 tại cảng hàng không Rạch Giá.